Theo số liệu của Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Đáng lo ngại là ở các tỉnh miền núi phía Bắc, tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch còn cao. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống y tế chưa phát triển, khiến người bệnh được cấp cứu tim mạch muộn. Chính vì vậy, nâng cao năng lực cấp cứu, can thiệp tim mạch, tăng thêm cơ hội sống cho bệnh nhân là bài toán nan giải của y tế miền núi phía Bắc. Và đây cũng là vấn đề được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện miền núi phía Bắc bàn luận chuyên sâu trong hội thảo khoa học, cập nhật một số kỹ thuật mới về tim mạch, điện quang can thiệp diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Ông Đỗ Quang Chính, 78 tuổi, như vừa thoát cửa tử. Ông vốn bị tăng huyết áp. Cách đây một tuần, ông đột ngột đau tức ngực, khó thở. Cơn nhồi máu cơ tim có thể cướp đi sinh mạng của ông. Nhưng may thay, ông được con cháu đưa đến bệnh viện kịp thời và đặt stent động mạch. Ông bình phục nhanh chóng. Nó bắt đầu nó đau ngực, có như là khó thở. Tôi gọi các con nó về xong là đưa lên Sơn Dương. Cũng là cái chi nhánh Hùng Vương này. Xong là bệnh viện nó thấy mê nặng con nó không ấy, lấy xe nó chở lên đây. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy nó là dễ chịu rồi và thoải mái, nó không đau ngực nữa. Theo các bác sĩ, thời gian để chúng ta cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim chỉ là 2 giờ. Nếu các tỉnh miền núi không phát triển được các đơn vị cấp cứu, can thiệp tim mạch thì sẽ có rất nhiều bệnh nhân không còn cơ hội sống. Một tín hiệu khả quan là đã có những đơn vị can thiệp tim mạch hiện đại, đồng bộ đi vào hoạt động. Cùng với đó là quá trình cầm tay chỉ việc của các chuyên gia đầu ngành tim mạch ở Việt Nam. Nhiều người bệnh tim mạch có thêm cơ hội sống. Tôi làm việc ở đây một năm, thấy nhiều bệnh tim mạch nguy hiểm đang nổi lên ở khu vực miền núi này, như mạch vành, tăng huyết áp, suy tim. Nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến bệnh viện muộn. Tuy nhiên, cũng có nhiều bệnh nhân được xử lý kịp thời tại chỗ chúng tôi nhờ khoảng cách địa lý. Tôi đang rất muốn ấp ủ và đang rất muốn làm một cái là kết nối các bác sĩ ở các tuyến xung quanh Bệnh viện Hùng Vương để khi mà một người bệnh đau ngực đến các bệnh viện ở các tuyến xung quanh Bệnh viện Hùng Vương như vậy, người ta sẽ được phát hiện ra sớm hơn bằng cách là làm điện tâm đồ, và sau đó thì cái điện tâm đồ đó sẽ được gửi rất nhanh chóng đến những cái nơi mà có khả năng giải quyết được, phát hiện ra được nhồi máu cơ tim, và từ đó là đưa ra quyết định là thật nhanh chóng phải chuyển người bệnh đến nơi để giải quyết thật sớm cho người bệnh tái thông cái động mạch vành nếu như người đó bị nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Hoàng Thị Huyền làm việc nhiều năm tại một bệnh viện vùng xa của tỉnh Hà Giang. Điều khiến chị trăn trở nhất đó là nhiều lần chứng kiến bệnh nhân tim mạch ra đi trong sự bất lực của chị và bệnh viện. Đến hội thảo hôm nay, chị lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích về cấp cứu tim mạch, về đánh giá toàn trạng bệnh nhân để kịp thời xử trí ban đầu và chuyển đến cơ sở có đủ khả năng can thiệp. Tôi thấy cái buổi hội thảo hôm nay rất là bổ ích để chúng tôi cập nhật được những kiến thức để về triển khai tại bệnh viện của chúng tôi để phục vụ cho bà con nhân dân. Đoàn chúng tôi được gặp các thầy, các chuyên gia đồng ngành và được cập nhật những cái kiến thức bổ ích mà chúng tôi chưa được cập nhật. Thế cho nên là qua cái đợt này thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn được rất nhiều cho bệnh nhân. Hai nữa là gì? Là trên cái cơ sở đó thì có thể chúng tôi hướng dẫn và cho người dân được hưởng thụ là gì? Đi đến địa điểm nào cho nó gần và thuận lợi nhất về cái công tác chăm sóc sức khỏe. Ví dụ trên Yên Bái thì về đến đây nó rất thuận lợi. Thế thì nó đỡ đi Hà Nội. Y học vẫn có câu, thời gian là não, thời gian là cơ tim. Để tăng thêm cơ hội sống cho các bệnh nhân tim mạch, thì chúng ta cần rút ngắn khoảng cách giữa họ với cơ sở y tế. Việc nâng cao năng lực chuyên môn tim mạch đang là vấn đề bức thiết ở những địa phương xa trung tâm.